Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình có một con âm ly cũng khá chất lượng nha các bạn. Âm ly hiệu Boston Audio, model là BA11002 La Mã. Hàng là hàng cũng cao cấp, chất lượng. Nói chung hàng này là đánh gia đình bình dân thuộc dạng là trung bình. Chất âm trung bình, tầm trung, hát karaoke và nghe nhạc đều ngon lành hết nha các bạn. Con máy này là hàng chất lượng đấy, ruột gan nè, dây nhựa cáp ghim và linh kiện đẹp, máy sạch sẽ, tăng phô là đồng luôn nha. Con máy này là hàng hàng nhái Trung Quốc loại 1 nhập khẩu nha các bạn. Nếu mà con này mà hàng 7 chính hãng Hàn Quốc nhập về Việt Nam mà hàng cũ là giá trên dưới 10 triệu nha mọi người. Còn con này là hàng nhái Trung Quốc loại 1, làm y chang từ A đến Z, từ vỏ máy đến sơ đồ mạch và linh kiện gấp y chang hết. Chất lượng con này thì mình đánh giá cũng ngon luôn, tại vì gấp là đồ xịn nha các bạn. Linh kiện chân lớn còn rất là mới, máy là chạy 4 sò lớn 519 5 5002 và A1943, C5002 và A1943, chạy 4 con, kéo được một cặp 25 hoặc một cặp 20 đánh khỏe ghê, hát karaoke mạnh lắm các bạn. Ở máy này là giá mình thanh lý hôm nay là 1 triệu gửi bao ship toàn quốc, cho con máy xài gia đình cực kỳ êm ái luôn. 1 triệu gửi bao ship toàn quốc, mặt tiền là còn mới chát nha các bạn. Máy này là hàng nhái Trung Quốc, hàng nhái nhập khẩu nha, chứ không phải mà hàng linh kiện để về Việt Nam gáp là nó khác nữa, hàng nhập nguyên con. Nên cái máy này đánh giá là chất lượng ok. Cái nắp máy là thiết kế là rất là dày, cầm nặng tay lắm các bạn ơi. Nhái đến cái vỏ chi tiết luôn nha, nhúng không xuống nè, dùng lực rất mạnh. Cái nắp này phải nặng 2 kg, có đóng chữ đóng mập hết, nắp cực kỳ dày nha mọi người, nhấn không xuống. Rồi hình thức cái vỏ còn mới luôn, mặt tiền đẹp. Và bây giờ mình quay nội thất cho các bạn xem. Máy mặc dù là hàng nhái Trung Quốc nhưng mà thuộc dạng âm ly xịn. Bác nào xem qua có hít cứ liên hệ em. Em không bao giờ mà nói khách lừa đảo nha. Hàng sao nói vậy? Hàng nhái Trung Quốc nhưng mà loại xịn, chất âm ga tốt, nghe phải đánh giá là máy hay nha. Máy chạy một cặp tụ nè, cặp tụ các bạn thấy cái màu cũng màu sắc rất là đẹp, chứ không phải tụ mà tụ điểu ha, tụ lộc tụ điểu là nó khác. Tụ này tụ lớn 10.000 và một cái biến thế dây đồng luôn. Đó, có đóng chữ Boston Audio BA11002 La Mã luôn. Những thế dây đồng nghe, con máy này độ nặng là phải trên 12 kg, ginh rất là nặng, vỏ dày, nhôm dày, tăng phô lớn, miếng nhôm cũng rất là dày nha. Đó, mỗi bên là chạy 2 con sọt và có cáp ghim, nói chung làm y chang như hàng bãi luôn. Và đặc biệt là lá gáp linh kiện là loại xịn không. Đó, một bên 2 con các bạn. Đây mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nội thất bên trong luôn. Linh kiện là đài lon, chân là chân lớn không nghe các bạn. Có cáp ghim, có chữ mộc hết. Linh kiện cũng rất là mới. Đó, dây tín hiệu thì xài dây chống nhiễu, dây chống nhiễu. Nói chung gáp là phải đẹp chất lượng hết. Cầu diode nè, và mấy con 2 con ổn áp cho bo rề đằng trước cũng có nhôm luôn, nhôm tản nhiệt đạt chuẩn hết các bạn. Le cuộn cảm, rồi điện trở xứ công suất đứng, loại đứng 2 chân. Nó mạch rất là mới nha. Đây đó, còn ở đây là cái mạch của cái relay nha các bạn, mạch đứng relay rất là nhiều chân, máy mới còn zin,
hát cực kỳ tốt. Đó, thì mình giới thiệu sơ cái ruột ha. À, quên dàn ghề đằng trước luôn nha. Các bạn thấy dây cáp kim nè, cáp kim từ trên xuống dưới hết, làm phải em giống đến cái màu sắc của cái máy hàng bãi luôn nha, màu sắc cũng giống. Ngoại hình con máy này phải trên 90% gắt mới. Echo là chạy con TM620001, TM620001. Đó, thì hình thức bên trong mình cũng quay chi tiết rồi ha. Bây giờ test cái chất âm của nó các bạn ơi. Rồi, bây giờ test chất âm ha. Đây, đó, nãy giờ vẫn dặn nhạc liêu riêu nha. Đó, bây giờ ốp. Rồi, mở volume lên nè các bạn. Lo không ù ghè, rất là đạt chuẩn luôn. Đó, đạt chuẩn không ù ghè ha. Bây giờ dặn tí xíu nhạc coi. Chất âm ra rất là tuyệt vời. Có ba lăng luôn nha các bạn. Đó. Bass kép ra sâu lắng, nghe nhạc trữ tình là hết bài. Đó, bây giờ test đến phần echo của nó ha. Karaoke cũng hay luôn. Đó, 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, mid 1. À, echo vang nhại, delay đầy đủ hết. Alo, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Ngon lành các bạn. Sở hữu con máy này nghe nhạc karaoke gia đình hết bài, giá cực kỳ rẻ, 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Máy ghim rất là nặng. Hàng này mà dân bình thường mua, nếu mà mua mà gặp chỗ bán hàng không uy tín là người ta nói hàng bãi Trung Quốc. Hàng bãi Hàn Quốc chứ lộn, mình xin lỗi, nói hàng bãi. Nếu các bạn mà không gành, không nắm được kiến thức cơ bản để mà mình xem máy là mình bị lừa đảo chắc luôn nha các bạn. Hàng này mà đem ra mà là nói hàng bãi là dân tay ngang không biết được, tại vì làm y chang hết từ A đến Z, đóng cái nắp lại là ghim cực kỳ nặng, chắc âm ra cũng rất là hay. Đó, nên mà cái máy này có sao mình nói vậy, máy hàng bãi của hàng này là hàng nhái của Trung Quốc nhập khẩu Việt Nam bán, xài được hai dòng điện 110 và 220 luôn. Đó, chất lượng âm thanh và linh kiện máy bên trong mình cũng quay chi tiết cho mọi người xem. Thì con máy này giá chỉ 1,5 triệu bao ship toàn quốc nha. Bác nào xem qua mà thích muốn sở hữu em nó thì cứ liên hệ hẳn số điện thoại cho mình. BMT Củ Chi lúc nào cũng rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho bên em. Rồi bây giờ mình up video tại đây. Nếu bác nào xem qua có thích thì cứ liên hệ sớm nha. Để mình quay ở đằng sau đuôi tí xíu nữa. Ở đằng sau nháy có ghi chữ Made in Korea luôn nghe mọi người. Đây cộng dây điện, các bạn thấy dây điện rất là to. Ruột này ruột lớn lắm nha, chạy được hai dòng điện, có công tắc ở đây nên sử dụng thì chúng ta lưu ý ha. Đó, nháy chữ Boston đồ đẹp lắm các bạn ơi, hàng nháy nhưng mà nháy đẹp, nháy xịn, Made in Korea luôn. Hàng này ai yếu tay nghề mua là nói là Hàn Quốc, hàng bãi là dính chín chấu liền, là chúng ta sẽ mắc một khoản tiền rất là lớn, kêu giá rất là cao. Thôi hôm nay mình có con máy này muốn chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ con máy này cho quý anh chị nào cần sở hữu nó. Giá 1,5 triệu bao ship toàn quốc cho em nó. Ca nhạc karaoke gia đình vô tư, chất âm tốt. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại nha.